Quá trình thu hồi và quản lý đất tại Đồng Tâm Để phục vụ cho mục đích quốc phòng, năm 1980, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, đã ký quyết định số 113, đồng ý thu hồi đất thuộc địa bàn huyện Mỹ Đức và huyện Trương Mỹ, tỉnh Hà Sơn Bình, để mở rộng sân bay Miếu Môn. Theo quyết định này, việc mở rộng sân bay Miếu Môn được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, thu hồi 208 hectare. Giai đoạn 2, sẽ mở rộng sân bay thành diện tích 360 hecta. Căn cứ quyết định này, năm 1981, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình đã ký quyết định số 386 bàn giao 208 hecta đất giai đoạn 1 cho Bộ Quốc phòng thuộc 8 đơn vị quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình bàn giao, nông trường trẻ lương Mỹ đã bàn giao tổng thể 130,74 hecta gồm 98,84 hecta đất đợt 1 và 31,9 hecta đất bị ảnh hưởng quy hoạch giai đoạn 2. Như vậy, đến năm 1982, tổng diện tích các đơn vị đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng là 239,9 ha. Điều này là phù hợp với quyết định số 5383 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao quyền sử dụng 234,7 ha đất sân bay Miếu Môn cho Bộ Quốc phòng, sau khi trừ đường giao thông 2,5 ha và 0,7 ha sai số đo đạc việc một số người cho rằng phần diện tích đất là 28,7 hecta chênh lệch giữa quyết định số 386 năm 1981 và quyết định năm 383 năm 2014 là do cán bộ chính quyền xã bán đất cho Bộ quốc phòng thu lợi bất chính là không chính xác về diện tích đất sân bay Miếu môn thuộc địa bàn sát Đồng Tâm theo các biên bản bàn giao đất đến năm 1982 có 3 đơn vị đã bàn giao đất cho Bộ quốc phòng là hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm 47,36 ha, nông trường Trẻ Lương Mỹ 14,3 ha và xí nghiệp vôi đá Miếu Môn 3 ha, tổng diện tích là 64,66 ha. Phần diện tích đất 47,36 ha của hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm bị thu hồi đã được Bộ Tư lệnh Công binh đền bù đầy đủ. Việc này có sự xác nhận đại diện xã Đồng Tâm là ông Nguyễn Viết Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Bùi Viết Hiểu, chủ nhiệm hợp tác xã. Đến năm 1992, Bộ Tư lệnh Công binh tiến hành đo đạc và vẽ bản đồ diện tích đất sân bay Miếu Môn, có sự xác nhận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Đồng Tâm, Trần Phú, Hữu Văn, xác nhận diện tích sân bay Miếu Môn do Bộ Quốc phòng quản lý không xảy ra tranh chấp. Như vậy, từ năm 1982 đến nay, diện tích 64,66 hecta đất sân bay Miếu Môn thuộc địa bàn xã Đồng Tâm là đất quốc phòng, do Bộ Quốc phòng quản lý. Từ tháng 2 năm 2017, việc một số người dân xã Đồng Tâm tự ý vào canh tác tại Đồng Xanh, xã Đồng Tâm là vi phạm đất quốc phòng. Việc ông Lê Đình Ba, ông Bùi Viết Hiểu đưa ra bản đồ chứng minh tại xã 59 hecta đất Đồng Xanh, Đồng Tâm chưa được thu hồi để bao biện cho hành vi vi phạm này là không chính xác. Bản đồ mà hai ông này đưa ra có một số điểm bất hợp lý như sau. Thứ nhất, đối chiếu với tấm bản đồ phát thảo kèm theo hồ sơ đền bù đất sân bay Miếu Môn thuộc địa bàn xã Đồng Tâm có chữ ký của ông Bùi Viết Hiểu năm 1982 thì phần diện tích 47,36 ha đất hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm mà hai ông cho rằng đã thu hồi chung với phần diện tích của đất nông trường chè Lương Mỹ không phải là đất của hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm thứ hai theo tờ bản đồ này thì tổng diện tích đất sân bay Miếu Môn trên địa bàn xã Đồng Tâm là 106,36 hecta. Mâu thuẫn với diện tích 64,66 hecta mà Bộ Tư lệnh Công binh đã thu hồi từ năm 1982. Như vậy, dù với lý do gì thì việc một số người dân đang canh tác trên phần diện tích đất Bộ Quốc phòng quản lý là vi phạm pháp luật.